Dạy, ngồi yên đó, giỏi nha. Ra ra. Dạy, ba lì xì cho con nè. Vô. Đẹp không? Thể hiện đi. Quá trời luôn. Ui, đây, đây nữa, đây nữa nè, đây nữa nè. Trời, quá trời luôn. Cho con hết. Đúng rồi. Như vậy chứ nè. Quá trời luôn. Nào bỏ hình nhiều coi. Coi Hà Lan thích hình con gì. Hà Lan thích hình con gì? Con chó Chihuahua. Con chó Chihuahua. Nè, đẹp không? Đẹp không? Cho ba đi. Cho ba bớt một tờ đi. Cho ba đi. Cho hết luôn hả? Cho một tờ thôi. Vét lại cho một tờ. Đưa đây cho một tờ. Cho. Thôi cho tôi một tờ nè. Cho. Thôi không cho luôn hả? Ôi trời, mừng quá mà. Mạnh mình đi. Mở đi. Tiền mới chứ nè. Chà chà, ở nhiêu ta. Ôi chà mày. Chà chà. Ôi 20 luôn, hay là có 20 luôn kìa. Ủa, cái này là cái gì? Cái này mình bán được không ta? Đọc năm mới của Hà Lan được 20.000 luôn. Đã quá ta. Trời ơi, sướng quá à. Cái này là cái gì ta? Ai mừng tuổi cho con vậy? Ăn được không? Cái này ăn được không? Cái này ăn được không? Ôi, cái này ăn được không? Bây giờ mình khui phong bì thứ hai cho con nha. Không, thằng Hai Lan thích màu đỏ thôi à. Yeah. Hai Lan thích cái màu đỏ. Ôi tiền là phù chú. Tôi không thích tiền nữa, tôi thích cho màu đỏ thôi. Tôi thích màu đỏ. Sang năm cho màu đỏ không? Có ai cho màu đỏ không? Cái gì vậy ta? Ủa cái gì mà nó trơn trơn vậy ta? Thôi, chó Chihuahua đâu. Nó bóp lưng rớt. Đây.